Quý vị quan khách, tôi mới vừa vô trễ, thật là bất ngờ thì anh Phan Bắc lại mời đến đây để có đôi lời phát biểu. Thực sự thì Đông Hải cũng không có liên lạc gì với tôi hết, do đó nếu mà biểu tôi nói chắc cũng khó quá. Tuy nhiên cũng không có phụ lòng của em Đông Hải bỏ tôi vô chương trình hồi nào tôi không biết, thì cũng xin có vài lời. Mà nếu có sơ sót thì xin quý vị thông cảm cho. Lời nói đầu tiên của chúng tôi là xúc động và có lời chúc mừng em Đông Hải và Trần Thi là hai người có cái tâm hồn nghệ sĩ rất là cao, đã hy sinh rất nhiều để cho nghệ thuật mà tôi nghĩ là cũng gần 20 năm rồi. Đây là một cái sự hy sinh rất lớn và cho nghệ thuật và đặc biệt là cho âm nhạc và thi ca. Tôi xin được tỏ lòng cảm phục việc làm của hai em.